Xin chào các bạn. Thì mấy hôm nay thì các bạn cũng để lại bình luận dưới video của Nhân á, là nhiều các bạn hỏi là những cái máy gia đình này giá bao nhiêu ha, và máy gia đình còn hay không. Thì hôm nay thì Nhân trực tiếp, hôm nay Nhân sẽ đem những cái dòng máy gia đình của Nhân đang có hiện tại bây giờ và trong nhà Nhân còn rất là nhiều ha. Bây giờ là chiếc máy các bạn là một cái máy gia đình để bơm bón, và bên cái bên đây là một cái máy thì Janome ha. Và những cái máy Nhân cũng bị quay cho các bạn xem rồi, test cho các bạn thử là máy Sampo nha, là những cái siêu phẩm này là lâu đời nha. Ha, mình dành cho những máy cổ điển ha, mình dành để chỗ nhà mình để trang trí nhà mình cũng rất là đẹp, hoặc là mình may cho các chị em mình là sử dụng may nè, may giá gia đình vẫn được luôn ha, dành cho những các cô mà mình muốn trở về cổ điển hơn gì xưa. Mà Nhân thì rất là nhiều ha. Bây giờ thì mời chân anh camera quay lại được mua chuyện cái máy gia đình nè, đó cực kỳ là đẹp nha, ha, mặt trên mặt dưới nè cực kỳ là đẹp. Bây giờ Nhân sẽ đạp để cho bạn nghe tiếng máy nha. Máy rất là êm nha. Rồi thì ngoài ra thì bên Nhân á, khi mà giao máy cho các bạn á, là giao cho mình là cái bằng thùng có thể xếp gọn lại cái máy ở phía dưới ha. Xíu là Nhân sẽ để cái phần link mô tả cho các bạn xem. Và chân là chân đạp truyền thống luôn, chân đạp cổ điển là chân có bằng bàn đạp ở dưới cho mình, là khi mình sử dụng dây cua ro đạp chân vẫn được, và xài motor đạp chân này cũng được ha. Motor cấp thì á, ngoài ra thì bên Nhân có hỗ trợ cho mình là bảo hành là 12 tháng, hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại nhà cho mình ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh ha. Các anh chị mình quan tâm những dòng máy mà máy mai gia đình ha, cổ điển xưa mình thích về trang trí họ mai gia đình, với các cô các chú mình ngồi mình ở nhà mình xem máy, mình sử dụng máy thì cũng được, mình được hết nha. Rồi nếu các bạn mà muốn test máy trực tiếp thì cứ tới địa chỉ là 512-1 Trường Chinh, phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ha. Số điện thoại thì Nhân sẽ để ở phần dưới mô tả. Nếu các bạn nào thấy hay cái video này và họ bổ ích thì chia sẻ cho các bạn bè mình xem thêm những cái dòng máy này ha, bấm chia sẻ cho Nhân và nút đăng ký kế bên để Nhân có nhiều động lực rồi tiếp theo để làm những video mà cuốn hút hơn các bạn xem. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn.